Chào mừng anh chị quay lại với kênh chứng khoán của Sơn, tại Sơn Investment nha anh chị. Thị trường ngày hôm nay thì nó cũng có vẻ là chúng ta thấy là thị trường nó không có nhiều cái diễn biến mới, đúng không? Vì nó luôn lặp đi lặp lại khá là giống nhau trong những cái thời điểm vừa qua, tức là phiên sáng thì thị trường chúng ta diễn biến sideways, để phiên chiều thì bị đơ. Nói chung là những cái biến động cũng không có lớn trong ngày. Đó, chúng ta nhìn những cái nến thời gian gần đây, anh chị thấy những cái nến này thì nó cũng là biến động trong cái biến động hẹp, đúng không ạ? Vẫn chưa có những cái đột biến, ví dụ như đột biến tăng giá đấy, ở đây những cái nến này, hay là đột biến giảm giá những cái nến này. Chúng ta hoàn toàn chúng ta thấy là dạo gần đây lại liên tục thời gian gần đây thì thị trường nó gọi là tăng mạnh cũng không được mà giảm mạnh cũng không được, gọi là giằng co anh chị, xu thế, một cái xu thế giằng co. Và chúng ta thấy là có sự phân hóa liên tục đó. Ví dụ trong cái phiên ETF vừa qua thì những cái mã cổ phiếu đấy bị bán mạnh vào ETF, ví dụ về Vietcombank đấy, Novaland và ATC đấy, do review như FPT, BVH, VRE thì ngày hôm nay đều có sự phục hồi lên, đúng không ạ? Còn đều xanh điểm. Đó. Còn những cái mã mà kéo vào ATC thì ngày hôm nay thì đỏ, ví dụ như VIX, đúng không? Rồi chúng ta có những mã như Techcombank, FPT, các anh chị kéo vào ATC hôm trước thì đều đều giảm. Và như vậy là thấy chúng ta thấy rõ ràng trong nhóm blue chip thì cũng có sự phân hóa. Đồng thời chúng ta thấy là cái nhóm cổ phiếu penny thì ngày hôm nay tiếp tục lại tăng đột biến đấy, dòng tiền vào, đó là những cái sự rủi ro, đúng không ạ? FLC đây, ROS, ART, KLF, khi mà cái dòng dòng cổ phiếu này, đặc biệt những cổ phiếu của nhóm FLC đó anh chị, tăng trần tăng mạnh thu hút dòng tiền thì nó luôn là cái sự rủi ro đối với thị trường chung. Và thường thị trường chung chúng thấy mỗi lần là dạo gần đây cứ mỗi lần là cái nhóm này gọi là tung bay thì ngày hôm sau thị trường rất là dễ điều chỉnh đấy, có cái sự áp lực bán. Tuy nhiên thì khả năng thì thị trường chúng ta thấy một cái phiên giảm điểm mạnh thì cũng chưa xuất hiện được, nên là chúng ta cũng cần phải quan sát. Nếu xét theo về tín hiệu kỹ thuật thì thị trường đang có những cái hỗ trợ sau. Thứ nhất là vùng 1186 nha anh chị. 1186 ở đây đang là cái hỗ trợ 1185, 1186 nha. Chúng ta cứ lấy mốc chẳng là 1185 đi. Thì đây là cái hỗ trợ, ở đây có một cái gap up lên. Đấy, thì thị trường có thể là nếu mà có thể là test lại luôn, có thể phiên ngày mai suy yếu thì có thể test lại cái hỗ trợ này thì giảm tầm 10 điểm, đúng không? Giảm tầm 10 điểm test lại cái gap này. Nghe là nó vẫn là một cái hỗ trợ thứ hai, đó là cái vùng 1170. Anh chị, 1170 cũng là một cái hỗ trợ, 1185, 1170. Đó, ở đây là đều có những cái gap, đúng không? Tăng này. Đó, chúng ta thấy là break lên tạo nền, sau đó tiếp tục break này, break gap up lên tạo nền này. Đấy, và hiện tại chúng ta đã có một cái nền đi ngang 3 phiên, còn đoạn này chúng ta đi ngang 5 phiên, sau đó chúng ta break out lên. Đó là chúng ta thấy là cái kịch bản mà thị trường gọi là hiện tại chúng ta thấy là cũng là 50-50. Những cái video trước Sơn có nói anh chị là chúng ta cũng đừng có thấy mà cái vị chỉ số vượt 1.200 thì chúng ta cũng hưng phấn, thì bản chất thị trường chúng ta cũng chưa có gì gọi là thay đổi về cái yếu tố dòng tiền. Nó rất là giằng co, tức là khi kéo lên thì bị áp lực bán, nhưng mà khi đấy bán mạnh xuống thì lại có những cái lực cầu đỡ. Nên là đoạn này thì chúng ta quản trị rủi ro, đúng không? Tỷ trọng chúng ta phải ở cái mức nó vừa phải thôi, vì không phải là cái giai đoạn mà chúng ta dễ đánh thì chúng ta không bị chìm, mà chúng ta lại phải full tỷ trọng cao, hoặc là chúng ta dùng đòn bẩy quá nhiều, đúng không ạ? Và cái thị trường có sự phân hóa này là chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu của chúng ta. Đó. Và cái chiến lược vẫn là ưu tiên là cái việc là chúng ta phải nắm giữ cái lượng cổ, luôn có lượng cổ phiếu sẵn trong tài khoản anh chị, để tránh những cái biến động xấu của thị trường mà chúng ta không không phản ánh không có phản ứng kịp. Đó, còn về phân hóa các dòng cổ phiếu thì chúng ta thấy ngày hôm nay thì dòng ngân hàng đấy áp lực bán những cái mã như là VPBank, Techcombank, MBB, STB đều có sự điều chỉnh.
trong phiên ngày hôm nay. HT3 ở BID nhìn chung là dòng ngân hàng đều áp lực giảm điểm, và những cái dòng cổ phiếu khác, những ngân hàng thì cũng đã có CTG là xanh điểm thôi, Vietcombank xanh mạnh. Đó, những cái mã mà chúng ta bị Vietcombank, Novaland, những cái mã mà bị bán vào cái phiên ATC ETF thứ 6 vừa rồi thì cũng lại là tạo một cái sự cân bằng trở lại. Nên là giai đoạn này là sẽ nhắc lại chúng ta tập trung về cổ phiếu, thứ hai là chúng ta phải quản trị rủi ro. Đó, chúng ta vừa đánh vừa gọi là vừa quan sát thôi, vừa quan sát và cũng không có nên giải ngân mới quá nhiều, luôn có được cái trạng thái nắm giữ cái lượng cổ phiếu sẵn trong danh mục để mà nếu thị trường có biến động xấu thì chúng ta kịp thời chúng ta thoát ra. Ví dụ như là thị trường xuyên thủng những cái hỗ trợ Sơn đã nói 1185, 1170 chẳng hạn, thì đó là những cái tín hiệu tiêu cực thì chúng ta phải nhanh chóng thoát ra, tại vì đây là cái vùng sideways căn bản. Mà nếu mà để một cái khi mà một cái tín hiệu đó, một cái tín hiệu đến từ một cái gọi là cung cầu, đúng không ạ, đang có sự giằng co của cung cầu, thì nếu mà có một cái trận bất phân thắng bại này, mà khi một cái áp lực mà cái lực cung hoặc lực cầu nghiêng hẳn về một bên, thì chúng ta ví dụ hiện tại chúng ta thấy là cái lực cầu, nếu mà cái lực cung đấy, nếu mà áp đảo so với lực cầu không còn đẩy giá được thì thị trường nó mới giảm mạnh đấy, và giảm mạnh lúc đó thì chúng ta không có quản trị rủi ro chặt chẽ thì chúng ta rất là dễ mà chúng ta chủ quan, đúng không ạ? Nên là đoạn này chúng ta cũng phải là cẩn thận, tức là vẫn không phải là cái đoạn chúng ta phải full tiền đứng ngoài, nhưng mà cũng gọi là không được chủ quan đấy, phải luôn là chúng ta theo dõi, vì đôi khi là cái quá trình giằng co này cứ kéo dài liên tục mà đến cái lúc mà chúng ta chủ quan thì lúc đó chúng ta thị trường nó phản ứng nhanh và chúng ta không theo kịp, đúng không? Và cái hạn chế về cái việc thị trường đơ đó cũng rất là khó đoán, đúng không? Vì cứ thị trường đơ sớm như vậy thì chúng ta không xác định được đâu là cung cầu, tại vì cái xu hướng của một phiên thì thường phải quyết định, và cái nó phải có cái sự gọi là mua bán thoải mái cho cung cầu thể hiện rõ và thể hiện vào cuối phiên. Còn hiện tại chúng ta chỉ giao dịch về đầu phiên thì nó chỉ phản ánh về cái thị trường ở cái phiên sáng thôi, nó không phản ánh được phiên chiều, và khi thị trường đơ thì nó rất là khó tính toán. Về giao dịch khối ngoại thì nó vẫn là một cái xu hướng tiếp tục bán ròng, họ bán ròng liên tục trong khoảng thời gian vừa qua. Anh chị Vinamilk, CTG, Hòa Phát mua ròng thì cũng rất là hạn chế thôi. Nhưng mà SB, Vinhome so với bán thì vẫn là áp đảo hơn. Tự doanh thì chúng ta cũng chỉ mua ròng nhẹ trong phiên ngày hôm nay, cân bằng. Đó thì chúng ta nước ngoài chúng ta bán là vẫn một cái trở ngại đối với thị trường. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn, thị trường bao giờ xấu, có tín hiệu xấu, tín hiệu mà giảm điểm mạnh với khối lượng lớn thì chúng ta mới cần phải bi quan, đúng không? Còn hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có gì mà phải quá lo lắng đối với yếu tố thị trường hiện tại. Nó vẫn là một cái trạng thái chúng ta phải cẩn trọng thôi nha, gọi là một cái trạng thái cẩn trọng thôi, chứ chưa cần phải lo lắng bi quan và chúng ta thoát ra, chúng ta đứng ngoài, đúng không ạ? Thị trường nó cũng có những cái mã, đúng không? Cũng có mã cho lợi nhuận. Đấy. Hầu như phiên nào thì nó cũng có những cái mã nó bứt phá. Và chúng ta lựa chọn để làm sao cái danh mục của chúng ta nó khỏe, một cái danh mục mạnh thôi, có nhiều cổ phiếu mạnh, nhiều cổ phiếu bứt phá tốt thôi. Thì nó sẽ đạt hiệu quả trong lần này. Nói chung thì cơ hội thì Sơn cũng nói với chị là có nhưng mà không nhiều, có không nhiều, phần đông là thị trường vẫn là rất là giằng co hay xu hướng, nên đoạn này thì cũng không phải là một cái đoạn chúng ta dễ kiếm lợi nhuận, rất là khó. Nên là đoạn có lợi nhuận thì chúng ta cũng gọi là chúng ta ưu tiên bảo vệ cái thành quả của chúng ta. Tức là đoạn này chúng ta cũng đừng gồng ham, mà chúng ta gồng lãi những mức lãi quá lớn, vì có thể thì cổ phiếu có thể vận động tốt trong một vài phiên sau đó lại điều chỉnh, rất là khó. Sơn đã nói là rất là khó thị trường đánh như cái đoạn này anh chị. Đoạn này thì rất là khó thị trường gọi là bùng nổ một mạch như vậy, một mạch như vậy để cho chúng ta một cái lãi nó lớn. Và đoạn này thì chúng ta sẽ đánh cầm chân, và cái lợi nhuận chúng ta nếu cảm thấy vừa đủ thì chúng ta chốt dần thôi, chứ còn
rất khó để đòi hỏi cái mức lợi nhuận nó cao ở cái thời điểm hiện tại với cái xu hướng thị trường hiện tại cũng như là cái hệ thống giao dịch. Ngày hôm qua thì Sơn có chia sẻ với chị số cổ phiếu, thì trong đó cũng có cổ phiếu CKG, nên chị ngày hôm nay cũng bùng nổ này, cái điểm mua CKG là chúng ta còn có điểm mua là cổ phiếu này chúng tích lũy này, điều chỉnh này, quá sau quá trình điều chỉnh này, quá trình điều chỉnh này tạo đáy, bắt đầu có lực cầu bắt ở đây những phiên này, sau đó là quá trình tích lũy vôn cạn này. Đấy, tích lũy cạn kiệt và chúng ta test lại thì rất là cổ phiếu này test thành công cái ngưỡng EMA 50 nên chị, và ngày hôm nay là bứt phá bật lên vượt qua những cái đường kháng cự phía trên EMA 10, EMA 20 đó, cũng như là cái đỉnh vùng 15.5 bên này. Cái này là một cái điểm mua, gọi là chúng ta theo phương pháp là điểm mua pocket pivot nha chị, pocket pivot, một cái điểm mua là được gọi là bật trên cái nền tích lũy. CKG hôm nay chúng ta cũng có còn một số cổ phiếu khác cũng khá là ổn, ví dụ như trường hợp cổ phiếu KSB này. KSB chúng ta thấy là cổ phiếu này hình thành một cái mẫu hình là cốc tay cầm. Đấy, quá trình ở đây chúng ta thấy là cái dòng tiền đi vào nhưng mà gặp kháng cự đỉnh cũ là cổ phiếu điều chỉnh này, những cái phiên này. Tuy nhiên là sau khi quá trình điều chỉnh thì cổ phiếu là rũ thôi. Đấy, rũ những cái lượng hàng đu bám, lượng hàng đu bám ở đây. Đấy, và tạo thành ở đây thì chúng ta thấy là cái mẫu hình này là chúng ta gọi là một cái tay cầm, hoặc là cũng không có gọi là một cái tay cầm chuẩn, đúng không? Không còn gọi tay cầm chuẩn thì chúng ta thấy là cũng như đây hai đáy ngắn anh chị, không phải là tay cầm chuẩn nhưng mà là mẫu hình hai đáy ngắn ở đây. Đó, thì cái điểm mà bùng nổ của chúng ta là khi cổ phiếu này vượt được cái nến này, tức là tầm khoảng 35 35.5 là cái điểm bùng nổ của cái cổ phiếu này. Cốc tay cầm là tay cầm có cái dạng là hai đáy ngắn, tức là những cái đáy thì chúng ta thấy ở hai cái vùng đáy ngắn này thì cái thanh khoản rất là thấp, cái lượng cung cạn kiệt ở vùng đó này, và ngày hôm nay là một cái phiên bùng nổ với khối lượng rất là cao, đúng không? Khối lượng ngày hôm nay là 4,8 4 gần 5 triệu, thì gấp khoảng gần 3 lần khối lượng trung bình 50 phiên, và cái mức tăng giá rất là tốt. Hiện nay một cái điểm mua bùng nổ chuẩn anh chị của cái mẫu hình này. Thì những cổ phiếu nó đạt điều kiện như vậy thì chúng ta mua thuần theo về cái phương pháp, đúng không? Phương pháp thuần theo kỹ thuật thì chúng ta vào chúng ta mua thôi. Đấy, còn yếu tố thị trường chung thì nó là cái điểm trừ đó, nó có thể là cổ phiếu chưa sẽ chạy mạnh ngay, nhưng mà chúng ta thấy là đây là một phiên có yếu tố dòng tiền lớn đi vào đạt cái điểm mua chuẩn thì chúng ta chấp nhận cược với cổ phiếu này thì chúng ta tham gia thôi, đúng không? Tham gia mặc dù cái yếu tố thị trường chung thì nó không ủng hộ. Đấy, nhưng mà có thể là cũng sau khi mà thị trường ổn thì cổ phiếu này nó lại tích lũy ở đây, có thể tích lũy nền ở đây, chưa thể bứt phá ngay được với cái yếu tố thị trường này, nhưng mà cổ phiếu tích lũy sau đó lại tăng tiếp. Thường những cơ hội này thì chúng ta, nếu mà tỷ trọng của chúng ta cổ phiếu chúng ta không có cao, đúng không? Đòn bẩy chúng ta cũng không có gọi là rủi ro đấy, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tham gia cái điểm mua chuẩn như thế này, đó là cổ phiếu KSB anh chị. Một cổ phiếu là cổ phiếu BCG. BCG thì đây là cái dạng test lại hỗ trợ. Đấy, test lại hỗ trợ và cái khối lượng tích lũy với khối lượng cạn kiệt anh chị. Cổ phiếu này chúng ta thấy là ở đây có một cái mẫu hình là mẫu hình VCP này. Đó, mẫu hình VCP ở đây, breakout lên. Đấy. Sau đó là một cái nền giá điều chỉnh và ở đây là gọi là có cái sự có cái một cái mẫu hình lá cờ anh chị, lá cờ thắt chặt nha, ở đây là có cái lá cờ thắt chặt ở đây. Đấy, chúng ta thấy là những cái phiên vừa qua thì cái biến động giá rất là siết chặt này, khối lượng thấp này. Cái nguồn cung được kiểm soát và rất là cạn kiệt, hôm nay một cái điểm mua bùng nổ chuẩn nha anh chị. Thì cổ phiếu này ngày hôm nay chỉ cần
vùng 15.5 này chúng ta có cái điểm mua rồi, khối lượng vào rất là tốt. BCG, KSB hay là BCG thì đều là cái điểm mua chúng ta tham gia được. Riêng cổ phiếu BCG này thì chúng ta khuyến nghị từ cái vùng cái nến này rồi, có tham gia cái nến này khi mà break được cái mô hình VCP này. KSB thì đã tham gia từ cái nến này, tức là quá trình là break được một cái điểm mua bóc cách pivot vừa cái nền phẳng ở đây đó. Và có thể là chúng ta gia tăng tiếp ở phiên này cũng được và mua mới cũng được. Vì đây mà những cái mẫu hình chuẩn thì chúng ta hoàn toàn chúng ta tham gia được. KSB, BCG, hôm nay chúng ta cũng có cổ phiếu D2D này thì cũng khá là ổn chị. Hôm nay cũng là gọi là một cái điểm mua của D2D đó, một cái điểm mua thì giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy là cái thị trường đó, nó rất là khó chịu, nên là đa phần các cổ phiếu đánh theo là chúng ta thấy là cái dạng là pullback, tức là ở đây D2D đã có một cái nhịp cái phiên tăng bùng nổ với khối lượng này mà sau đó cổ phiếu không có chạy ngay được mà pullback test lại cái đường EMA 10 ở đây. Và ngày hôm nay là bắt đầu break out là trở lại, thì để chúng ta break out cái vùng 60 thì đó cũng là cái điểm mua, mặc dù thì chưa phải là một cái điểm mua đẹp lắm, tại vì nếu mà hôm nay khỏe thì phải cổ phiếu này phải break luôn cái đỉnh này 61.5, nhưng mà nhìn chung là cũng tạm chấp nhận được khối cả về khối lượng cũng như là cũng có cái nỗ lực tăng giá vượt qua cái ngưỡng 60 này. Đấy, thì đây là một cái điểm mua, chúng ta gọi là cái phương pháp là điểm mua pullback nha anh chị, pullback test lại cái hỗ trợ. Pullback. Đó, cổ phiếu D2D. Thì dạo gần đây thì anh chị sẽ thấy là cái dạng cổ phiếu rồi chúng ta thấy mẫu hình cốc tay cầm thì xuất hiện khá là nhiều anh chị. Mẫu hình cốc tay cầm xuất hiện rất là nhiều ở nhiều mã luôn đó. Vì cái thị trường chung là chúng ta lại là gãy thôi, từ 1.200 về 1.000 sau đó lại lên lại 1.200, tại cả mà bản thân thị trường chúng ta thấy là cũng là có vẻ là giống cái mô hình này, nhưng mà chúng ta thấy là cái thanh khoản nó sẽ không có đạt, tại vì thanh khoản hiện tại thị trường chúng ta bị đơ nên là cũng không có phiên nào thanh khoản thấp, phiên nào thanh khoản cao, rất là khó để tính toán về khối lượng, nó không có đạt lắm về cái chuẩn cái mẫu hình này đối với thị trường chung. Nhưng mà cái rất là nhiều cổ phiếu của KSB này đó, mẫu hình cốc tay cầm rồi chúng ta còn cái mã khác ví dụ HVN đấy, ngày nào hôm qua có chia sẻ với anh chị cũng đạt chuẩn cái mẫu hình này. Nga DTD đấy, cốc tay cầm. Rồi nếu mà về cái danh mục ngày mai chú ý thì chúng ta thấy là dạng này hiện nay là khá nhiều cổ phiếu là đang hoạt động như vậy, đúng không? Tại vì khi viết mẫu hình cốc tay cầm thì nó cũng sẽ phù hợp với cái chiến lược, đó là cổ phiếu bị kéo ngược anh chị, cổ phiếu bị kéo ngược, tức là khi lên quay lên test ở cái gần cái vùng đỉnh cũ thì cổ phiếu bị pullback kéo ngược lại về những cái ngưỡng hỗ trợ, và khi kéo ngược như vậy mà đạt chuẩn thì chúng ta và cổ phiếu bật tăng trở lại thì đó là những cái điểm mua đẹp. Cái băng là cũng là một cái trường hợp anh chị, đúng không? Mẫu hình cốc tay cầm sau đó kéo ngược này, kéo ngược test về cái đường EMA 20 đường màu đỏ ở đây, khối lượng thấp đó, và có phiên bùng nổ ở đây thì đây là một cái điểm mua. Hiện tại cổ phiếu này cũng là sau cái phiên bùng nổ này thì tiếp tục lại bị kéo ngược anh chị. Ở đoạn này chúng ta thấy là những chuẩn mẫu hình đi thì cổ phiếu cũng không có chạy ngay được mà lại liên tục có những cái điểm, liên tục có những cái phiên bị test lại. Đó là khó đánh luôn, nhưng mà chúng ta phải kiên trì thôi, kiên trì ví dụ nắm giữ, và bao giờ cổ phiếu mà gọi là sai đúng không ạ, sai cái quy tắc và vi phạm cái nguyên tắc của chúng ta thì lúc đó chúng ta bán thôi, chứ còn chưa vi phạm gì thì chúng ta cứ nắm giữ. Ví dụ chúng ta đã tham gia phim này rồi đấy, ngày hôm nay có thể là chưa có lợi nhuận tốt đấy, nhưng mà vẫn phải nắm giữ thôi, vì có thể sau đó cổ phiếu mới tăng mạnh thì chúng ta bán đi, hàng về chúng ta bán ngay thì nó
sau đó cổ phiếu tăng mạnh thì chúng ta lại bị mất hàng. Ngày hôm nay là một cái cũng là một cái dạng là chúng ta đã thấy là cái quá trình điều chỉnh nữa, điều chỉnh test lại hỗ trợ MA 10 thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục đấy cho cái điểm mua mới. Nếu mà cổ phiếu này ngày mai là chúng ta đóng cửa vượt cái vùng 27.5 này anh chị, vượt 27.5 này sẽ xuất hiện một cái điểm mua nữa, đúng không? Tức là ở đây điểm mua gọi là quá trình pullback, cổ phiếu này đang có quá trình pullback mà bật lên lại nha, bật lên lại 20, vượt 27.5 hoặc là tốt hơn là ví dụ vượt vùng 28 thì chúng ta thấy là vượt luôn cả cái đỉnh bên này, đúng không ạ? Cái đỉnh bên này, cái đỉnh cũ bên này đó thì nó rất là tốt, 27.5 là đạt, còn nếu mà tốt hơn nữa thì vượt luôn cả hẳn vùng 28, điểm mua đẹp cho chúng ta. Tiếp bằng rồi cũng có vài cổ phiếu cũng có những cái dạng mẫu hình là có thể cầm, chúng ta có thể chú ý tiếp. Ví dụ như ngày hôm nay là có C32 đấy, C32 C32 cũng đang hình thành góc tay cầm nha. Đáng lẽ ngày hôm nay là một cái phiên bùng nổ của C32, bùng nổ đẹp rồi đấy, nhưng mà phiên này hôm nay là bị thoái lại, đúng không? Bị thoái lại thì chúng ta sẽ xem những cái phiên tiếp theo là cổ phiếu này có break out được không. Đấy thì break out bây giờ chúng ta phải, cổ phiếu này phải vượt qua được cái vùng giá ngày hôm nay, tức là tầm khoảng 29.3-29.5 thì tiếp tục sẽ có một cái điểm mua. Đấy, chúng ta theo dõi thêm về cổ phiếu này hay cũng dạng mẫu hình cốc tay cầm nữa anh chị. Đấy thì với cổ phiếu này thì chúng ta bị, cổ phiếu này là cũng là dạng bị kéo ngược về cái đường MA 10 này anh chị, kéo lên đỉnh cũ sau đó pull back về MA 10. Ngày hôm nay là một cái phiên chưa phải là một cái phiên đạt điểm mua chuẩn vì cổ phiếu bị bán lại, bán ngược trở lại. Đấy, nhưng mà sau chúng ta xem những cái phiên tiếp theo, nếu mà nó cổ phiếu này vượt qua được cái vùng kháng cự ở đây thì chúng ta vẫn có một cái điểm mua. Tất nhiên là cái phiên đấy cũng là một cái phiên khối lượng, khối lượng đi vào anh chị, có thể một khối lượng mà tầm khoảng 400-500 nghìn thì càng tốt anh chị, càng cao càng tốt với những cái điểm mua này, thậm chí là vượt luôn cái đỉnh 30 này. Khối lượng đi vào vượt cái tay cầm bên này và sau đó vượt luôn cả cái vùng 30, cái đỉnh của cổ phiếu này thì càng tốt. C32 chúng ta có cổ phiếu TNG anh chị. TNG chúng ta thấy là cũng có quá trình test ở đây, phiên dòng tiền lớn đi vào, sau đó liên tục có những cái phiên test cái vùng kháng cự trên này, chưa thành công mà đang gọi là có cái quá trình pullback trở lại, thì cổ phiếu này đang pullback về MA 20 cái đường màu đỏ đấy. Hay cái dạng thị trường hiện tại chúng ta thấy là gặp cái dạng mẫu hình này rất là nhiều luôn. Chúng ta có thể là chúng ta tập trung chúng ta đánh về những cái cổ phiếu có cái dạng mẫu hình này, nó sẽ có một cái cơ hội cho chúng ta để kiếm lợi nhuận trong cái thời điểm này. Thì nếu mà cổ phiếu này thì chúng ta nên chờ một cái phiên cổ phiếu này đóng cửa nè, sàn HNX thì chúng ta vẫn giao dịch được vào phiên chiều anh chị. Đấy, phiên sau khi thị trường bị đơ thì phải có một cái phiên bùng nổ về khối lượng nha. Đấy, chúng ta phải điểm mua chuẩn của chúng ta, thứ nhất là phải có giống như điểm mua ở đây, đúng không ạ? Đấy, điểm mua break out ở đây thì phải là đạt chuẩn về khối lượng, phiên này khối lượng rất là tốt đó, thì khối lượng của chúng ta cũng phải tầm 5-6 triệu gì đấy, đúng không ạ? Tầm khoảng 5 triệu là ổn anh chị, 5 triệu và chúng ta vượt được cái vùng hiện tại giá 24.4 luôn, vượt chúng ta vượt tầm giá 25, nếu vượt tầm 25 thì đã có một cái điểm mua rồi nha, và vượt cả vùng luôn cả cái kháng cự ở đây. Đấy, tức là có nhiều phiên test cái vùng 26 này chưa có qua được này, đúng không? Thì vượt luôn cái vùng 26 thì càng tốt, nhưng mà nhìn chung là vượt vùng 25 thì chúng ta nên phải chú ý rồi, chú ý đến cổ phiếu này rồi. Nếu mà chúng ta thấy cái thanh khoản cũng rất là tốt thì chúng ta vào trước đi, vào trước để chúng ta có cái vị thế giá vốn nó tốt nha các anh chị. Rồi cổ phiếu này TNG này, cái quá trình điều chỉnh là khối lượng thấp nha, khối lượng thấp tốt.
Các tỉnh thì khối lượng cao này, đúng không? Điều chỉnh khối lượng thấp, C32 tương tự. Những cái phiên vừa rồi thì khối lượng cũng thanh khoản cũng rất là cạn luôn. Rồi chúng ta chú ý thêm một mã nữa, cũng có tay cầm là chúng ta có MBS nha anh chị. Đấy, MBS có vẻ sẵn ở đây cho anh chị này. Đấy, chú ý mã này đang hình thành cốc tay cầm luôn. Đấy, quá trình tích lũy cũng đang đi ngang, cũng đang tạo nền giá cũng khá là chặt chẽ. Cổ phiếu này thì nếu mà chúng ta có điểm mua thì chúng ta phải vượt qua, tức là cái tay cầm đồng thời là cái đỉnh bên này luôn đó, thì phải vượt qua được cái vùng tầm khoảng ít nhất phải vượt qua được vùng 24 nha. Vùng 24 thì chúng ta có thể vào vào một phần, sau đó vượt luôn cái vùng 24.5 thì chúng ta mua ra tay. Thanh khoản lớn ở vào những cái phiên này rồi, này khoảng lớn, thanh khoản lớn test đỉnh ở đây, sau đó là quá trình là cái khối lượng này, cái nguồn cung bắt đầu giảm này. Đấy. Giai đoạn điều chỉnh tích lũy thì cái thanh khoản nó phải giảm nha anh chị, chứ nó không có thể cao như là những cái phiên bùng nổ. Đó. Thì như vậy nó mới tốt nha. Đây là giai đoạn hấp thụ mà anh chị, hấp thụ cái lực cung của những ta lãi nhiều ở đây phía dưới này, chúng ta bán ra ở đây chốt lời. Thứ hai là những nhà đầu tư còn kẹp hàng ở đây, thì đây là quá trình hấp thụ. Hấp thụ này là nó sẽ bị kéo ngược lại, điều chỉnh kéo ngược lại, nhưng mà nó thấy rõ ràng là vẫn nằm trên những cái ngưỡng hỗ trợ. Và bên này là chúng ta có một cái nền giá hỗ trợ ở đây, thì cổ phiếu vẫn chưa bị xuyên thủng cái nền giá này. Đấy, nền giá tầm khoảng giá 22 anh chị, chưa bị xuyên thủng cái nền trước đó. Chúng ta có quá trình tích lũy ở đây cũng 3 4 phiên 5 phiên, sau đó rất ao lên này. Thì bây giờ cái hỗ trợ là đang là cái vùng giá nền giá 22 23 anh chị. MBS dòng chứng khoán, AGR dòng chứng khoán thì cũng tương tự. AGR thì cái cổ phiếu này không có chuẩn lắm, tại vì ở đây là quá trình đi lên thì sau đó lại tích lũy cái nền ở đây, có một cái nền ở đây. Gọi là tương đối thôi, tương đối không phải là đẹp về mẫu hình lắm, tương đối thôi. Đấy, thì cũng đang là có ở đây là chúng ta thấy có một phiên khối lượng lớn dòng tiền đi vào, sau đó là quá trình tích lũy hoặc khối lượng cũng cạn rồi, thì điểm mua chúng ta sẽ tham gia nếu ở thời điểm nào cái vùng giá vô chúng ta cổ phiếu này break được cái vùng giá 13 nha chị, break được cái vùng giá 13 này xác nhận cái điểm mua nha. Khối lượng đi kèm với cái thanh khoản nha, thanh khoản phải đạt thanh khoản đâu đó tầm 3-4 triệu anh chị, tối thiểu cũng phải 3 triệu. Những cái phiên này là chúng ta thấy là đã tầm 3,7 triệu rồi, 5 triệu thì thanh khoản cũng phải 3-4 triệu gì đó, tối thiểu cũng phải ở mức đó nha, thấp quá thì không có được, thấp quá thì không ổn, chứng tỏ là cái dòng tiền nó chưa đủ mạnh anh chị, dòng tiền lớn chưa thực sự là quyết liệt. Nên là thường thì nếu mà thanh khoản thấp quá thì những cái phiên break đó thì sẽ sau đó thì cổ phiếu sẽ không có chạy được. Và nhất trong giai đoạn hiện tại em thấy là với cái yếu tố thị trường, đúng không? Thị trường rất là giằng co, nên là những cái điểm mà mua bùng nổ thì phải đạt và yêu cầu cái khối lượng đó anh chị, chứ thiếu vốn là chúng ta không tham gia làm gì, rất là dễ bị sai. Ngày hôm nay một cái trường hợp mà break đỉnh mà chúng ta không thành công đó là BB, anh chị thấy tại sao không? Tại sao? Vì cổ phiếu này thiếu vol này anh chị, vol ngày hôm nay không đủ để một cái phiên bùng nổ. Trước đó một cái phiên bùng nổ này đây, một cái mẫu hình cốc và có một cái nền ở đây, thì đây là cổ phiếu Sơn có chia sẻ với anh chị khá là nhiều giai đoạn trước để cho anh chị mua đó, mua cái nền tích lũy này cũng được. Mua vùng 14.5 này, sau đó có một cái phiên bùng nổ chuẩn này. Đấy, rõ đây là phiên bùng nổ vườn đỉnh này, thì ngày phiên này chúng ta thấy là khối lượng rất là thấp so với hai cái phiên trước đó, nên là không có đạt đủ điều kiện để một cái phiên breakout, nên cổ phiếu này bị bán lại và tạo thành một cái nến khá là xấu trong phiên ngày hôm nay đó. Nên là chúng ta mua thì chúng ta phải xem về cái khả năng về khối lượng có đạt hay không, thấy khối lượng vào chưa đủ thì chúng ta cũng đừng có vội vàng.
LVB hoặc là hôm nay cũng có BSR. BSR cũng là một cái trường hợp như vậy, tức là về cái khối lượng này. Ủa cái này sao có nhắn với anh chị nếu mà trường hợp vượt 17 đấy. Vượt 17 thì chúng ta có thể tham gia, mà chúng ta thấy là sau khi vượt 17 thì cổ phiếu này bị bán ngược lại trở lại ngay. Bán ngược trở lại ngay và ngày hôm nay thì đóng cửa như thế này thì cũng chưa phải là một cái phiên đóng cửa đẹp. Khối lượng cũng chưa phải là một cái phiên thực sự cái dòng tiền vào mạnh. Có thể còn cổ phiếu này lại tích lũy thêm. Tích lũy thêm nhưng phiên ngày hôm sau tiếp tục một cái phiên bùng nổ, break được cái vùng 17 đi kèm với khối lượng vào thì chúng ta sẽ là một cái phiên chúng ta mua thôi. Đạt chuẩn thì chúng ta có thể là chúng ta mua được. Ở đây trường hợp ngày hôm nay có hai cổ phiếu này bùng nổ, gọi là có bùng nổ nhưng mà suy yếu, hoặc là C32 cũng vậy đúng không ạ? C32 thì thanh khoản thì cũng thiếu này. Đấy, và mức độ tăng giá thì cũng không đạt. Chúng ta chờ thêm những cái phiên tiếp theo đạt thì chúng ta sẽ mua. Chứ cũng đừng mua vội vàng, mua sớm, mua đón đầu làm gì. Đấy, thì chúng ta sẽ bị mất cái thời gian chúng ta chờ đợi. Chúng ta mua ở đây đi xong rồi cổ phiếu có bùng nổ lên cũng chưa phải là bùng nổ thành công này. Nên là chúng ta chờ cái tín hiệu chắc chắn thì chúng ta đánh cũng được anh chị, không vội vàng. Thị trường đoạn này mà nó rất là khó chịu luôn, khó chịu thì chúng ta càng đánh thì chúng ta gọi là chúng ta vội vã, mà chúng ta như thế nào hấp tấp thì chúng ta càng dễ sai thôi. Đoạn này phải kỹ anh chị, đánh phải kỹ, phải chắc thôi, vì đâu có dễ dàng kiếm lợi nhuận đâu ạ. Như đoạn mà chúng ta thấy từ 900 mà phi tăng liên tục lên vùng 1200 chúng ta thấy là hầu như nhắm mắt mua cũng trúng. Nhưng mà đoạn này rất là khó rồi. Rất khó nên là phải cẩn trọng cho chắc chắn thôi. Thật sự chắc chắn trong những quyết định giải ngân của chúng ta. Còn không thì chúng ta bỏ qua, chúng ta ôm tiền, chúng ta giữ tiền và chúng ta chờ những cái cơ hội thật sự chắc chắn. Ví dụ ngày hôm nay có ai đua LVB thì hiện tại lại thấy là nó không có đẹp lắm. Một cổ phiếu nữa thì hôm trước Sơn cũng đã nói với anh chị rồi, Sơn nói là tích lũy cái vùng này break out lên thì chúng ta mua được đúng không? Và hiện tại cổ phiếu này vẫn đang là cái xu hướng sau phiên, sau hai cái phiên dòng tiền đi vào thì bắt đầu tích lũy này, cổ phiếu gắt này. Và nếu mà xem về yếu tố về chart tuần thì cổ phiếu này là mẫu hình VCP. Đấy, VCP theo chart tuần anh chị, tức là quá trình tích lũy rất là dài rồi. Thì trường hợp nếu mà cổ phiếu này ở đây anh chị, ở đây chúng ta thấy có một cái nền tảng thôi. Sau cái phiên bùng nổ này thì cổ phiếu này hầu như là đi ngang và điều chỉnh, nhưng mà chúng ta thấy là quá trình điều chỉnh không có sâu. Đó, và cái cây nến này, cái nền bùng nổ này thì được rất là khỏe và giữ được cái hỗ trợ này. Thì nếu mà những cái phiên sắp tới cổ phiếu này tiếp tục tạo nên một cái vùng tích lũy ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mẫu hình là nền giá đúng không? Đấy, nền trồng nền ở đây. Và nền trồng nền ở đây lại gần cái ngay cái điểm cái trend line breakout này. Đấy, thì có thể là tầm khoảng 2-3 phiên nữa mà cổ phiếu gắt này đúng không? Tối thiểu cũng phải, Sơn nghĩ cũng phải 2 phiên anh chị. Tối thiểu cũng phải 2 phiên đi. 2 phiên nữa mà cổ phiếu gắt này vẫn loanh quanh trong vùng 23-24 này. Đấy. Loanh quanh 23 mốc 23.5 này đi ngang như thế này tầm 2 cái nến nữa thôi thì chúng ta cực kỳ chú ý anh chị, cực kỳ chú ý cổ phiếu này. Hình thành mẫu hình nền dòng nền thì rất là dễ break out lên. Vì khi mà đã hấp thụ được những cái lượng hàng T cộng về đúng không? T cộng về và cổ phiếu vẫn giữ được cái sức mạnh. Đấy, tạo thành một cái nền giá ngắn ở đây nữa chẳng hạn. Có thể là tầm khoảng 2 phiên nữa thôi. 2-3 phiên nữa. Đấy. Nền giá ở đây. Đấy, và sau đó break out lên thì chúng ta sẽ có một cái điểm mua mới đúng không? Hình nền giá breakout là chúng ta có điểm mua mới. Điểm mua thì có thể là sẽ vượt vùng 24 nhá. Vượt vùng 24 là cho cái điểm mua. Rồi cổ phiếu gắt này thì đây là cũng là cái cổ phiếu anh chị nên chú ý anh chị. Tức là ai mà đã mua rồi thì chúng ta nắm giữ tiếp, còn ai chưa mua thì chúng ta sẽ theo dõi để mà chúng ta chờ một cái điểm vào tiếp theo. Nhìn chung thì với những cái mẫu hình tích lũy như thế này thì cái dư địa cổ phiếu này chạy cũng còn khá là mạnh, tại vì chúng ta thấy là trong cái lúc thị trường chung á. Đấy, chúng ta nhìn về cái thị trường thì chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn. Tức là trong lúc thị trường tăng như thế này, đúng không ạ? Tăng như thế này thì cổ phiếu gắt. Đó, chúng ta thấy là đi từ ở đây thì cổ phiếu gắt biến động như thế này. Tức là cổ phiếu gắt hoàn toàn chưa có tăng. Đấy,
chưa có tăng được gì cả trong cả một cái giai đoạn thị trường tăng từ cái vùng 900 lên 1.200 hiện tại. Thị trường tăng 300 điểm rồi mà cổ phiếu gap cứ lanh quanh tích lũy thôi. Đó. Nên là đây là một cái dạng cổ phiếu mà tích lũy lâu thì khi bùng nổ có thể sẽ là một cái sóng rất là khỏe, đúng không? Rất là khỏe. Và chúng ta xem đang thấy là đang hình thành theo cái mô hình VCP theo chạc tuần anh chị. Đây độ biến động này. Đấy, biến động đây 30%. Đấy, đây biến động 26%. Đấy, có thể vùng này là tiếp tục biến động đâu đó tầm khoảng tính luôn tại cái tư cực giá này đi lên này. Đấy. Ở đây biến động tầm khoảng 10%+ nữa. Và một cái cú break, cái mẫu lớn ở đây. Một cú mẫu lớn ở đây thì cổ phiếu này nó sẽ bùng nổ rất là mạnh. Anh chị thì có thể là lên lại đâu đó là cũng phải là vùng đỉnh cũ 27-28. Nên là chúng ta tiếp tục chúng ta chú ý cổ phiếu này. Thì đây là cũng không chưa phải là cái quá trình kéo giá của nhà tạo lập, đúng không anh chị? Vẫn đang một quá trình họ gom hàng anh chị. Đánh break lên sau đó cho đi ngang rất là lâu và để rủ những nhà đầu tư đu bám này. Rất là chịu khó luôn, rất chịu khó gom luôn. Thì chúng ta chú ý về cái cổ phiếu này thì có thể là bùng nổ là sẽ cực mạnh đấy. Ok, đó là những cái nội dung của cái video ngày hôm nay. Nhìn chung thị trường nó còn rất là khó khăn, khó chịu thì cơ hội thì cũng có. Hay, cũng có, anh chị có thể tham khảo một số cổ phiếu Sơn đã chia sẻ đó. Và cái chiến lược, quan trọng là cái chiến lược của chúng ta thì tại tùy vị thế của mỗi người thôi. Sơn cũng không có thể đưa ra một cái vị chiến lược chung cho anh chị. Tại vì anh chị có anh chị bị hiện tại thì vốn 10 tỷ mà nhưng mà đang đánh có 1 tỷ, đang giải ngân có 1 tỷ thì cũng không phải là gì cái sợ cái gì về thị trường này. Nhưng mà những anh chị mà đang có 2 tỷ thôi nhưng mà đang vay lên thêm 4 tỷ, đánh tổng cộng 6 tỷ thì những anh chị như vậy anh chị cũng phải cẩn thận. Vì cẩn trọng với cái thị trường này vì đang rất là khó đoán. Nên tùy vị thế của chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Đấy. Mọi người là mọi khác đó. Nên là có thể là với một cái vị thế của anh chị này thì Sơn khuyên là nên phải bán ra hạ tỷ trọng, nhưng mà những anh chị khác thì vẫn cứ nắm giữ thôi, thậm chí cơ hội thì chúng ta cứ giải ngân vì cái tỷ trọng cổ phiếu chúng ta quá thấp mà chúng ta có gì đâu mà chúng ta sợ thị trường này. Thị trường là đang dần co thôi chứ cũng chưa phải là có những cái phiên xấu hoặc giảm mạnh khối lượng lớn. Ngày hôm nay những cái cổ phiếu giảm thì nhiều nhất cũng chỉ có trong nhóm VN30 chẳng hạn, nhiều nhất có STB có 2% à. Không có gì gọi là tiêu cực, nhưng mà nhìn về thị trường này thấy nó khó chịu thôi, khó chịu khó kiếm lợi nhuận thôi, gọi là chưa tốt nhưng mà cũng chưa có gì xấu quá xấu cả. Ok, thì đó là cái nội dung của video ngày hôm nay, cảm ơn chị đã theo dõi nha. Sắp tới thì cái ngày 25 này Sơn có khai giảng cái khóa học nha anh chị. Đấy, hiện tại thì vẫn còn cái thời gian để đăng ký, những cái suất cuối cùng thì anh chị có thể đăng ký để mình chị tham gia. Sẽ hướng dẫn anh chị cái phương pháp đầu tư chúng ta là phương pháp đầu tư tăng trưởng và thực chiến anh chị, tức là không phải là chúng ta theo sách vở mà chúng ta gọi là một vận động để áp dụng vào mua bán giao dịch hàng ngày. Thì anh chị đăng ký thì anh chị cái quyền lợi của anh chị là sau khi anh chị đăng ký cái khóa học này thì anh chị sẽ add vào room, Sơn add anh chị vào room tư vấn luôn đấy, để mà thực hành anh chị những cái điểm mua, những cái cổ phiếu để mà có những cái mẫu hình đẹp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thực hành những cái điểm mua đó, rồi chúng ta sẽ chốt lãi ở đâu đấy, rồi chúng ta thực hiện. Nếu mà sai thì chúng ta một cái deal mà xuống tiền bị sai, cái điểm mua bị sai thì chúng ta sẽ cắt lỗ ở điểm nào, và nếu có lãi thì chúng ta sẽ chốt ở cái những cái mức nào, lợi nhuận thế nào đấy. Rồi Sơn sẽ hỗ trợ anh chị thêm về cái kiến thức về đi vốn, phân chia tỷ trọng tài khoản, nên đánh bao nhiêu mã trong danh mục, rồi sử dụng margin như thế nào với yếu tố thị trường chung hiện tại thì chúng ta nên đánh như thế nào. Vì cái chiến lược này thì nó sẽ phải tùy từng giai đoạn, tùy từng giai đoạn của thị trường. Khi thị trường tốt, thị trường ở giai đoạn kéo gọi là đẩy giá như thế nào, còn thị trường ở trong một cái giai đoạn tích lũy thì phải đánh theo cái chiến lược như thế nào. Anh chị tham khảo nha, tham khảo thông tin phía dưới video để mà anh chị đăng ký nha, đăng ký vẫn còn cái thời gian để mà anh chị đăng ký những cái suất cuối cùng, tham gia vào cái room khuyến nghị của Sơn luôn. Thì có một số anh chị là cũng không có
đang giao dịch ở những công ty chứng khoán khác cũng quen rồi và không có chuyển được cái tài khoản về bên Sơn hỗ trợ, thì anh chị cũng có thể tham gia vào cái hình thức này, thì anh chị sẽ vừa được thêm kiến thức mà cũng vừa được hỗ trợ tư vấn danh mục mua bán cho anh chị luôn. Ok, đó là nội dung cái video ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và chúc anh chị buổi tối vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh chị trong cái video tiếp theo.